Xin chào các bác đã đến với kênh xe đạp Hải Phòng của website xedaphaiphong.com và em là Kiên Xe Đạp. Trong những cái video trước thì em cũng đã giới thiệu rất nhiều cái dòng touring của Giant khác nhau, và trong video này em sẽ gửi đến các bác hai cái xe đẹp liên tục, và em sẽ phân làm hai video khác nhau, đó là cùng là một dòng Giant FCR 3100 nhưng mà là khác năm sản xuất, tức là một trước thì năm trước và một chiếc thì năm sau. Và bây giờ em sẽ đổi camera để tiến hành review cái chiếc xe đạp này. Các bác đang nhìn thấy trong khung hình đây là chiếc xe đạp touring hiệu Giant FCR 3100. Và 3100 này thì nó có mấy dòng. Thì cái dòng này là dòng phanh V, và cái video trước ấy thì em đã làm một cái review cái xe đạp FCR 3100 dòng phanh đĩa. Đây ạ. Đây là cũng 3100. Và đây cũng là 3100. Nhưng nó khác nhau ở chỗ là chiếc này dùng sử dụng phanh V, còn chiếc này là sử dụng phanh đĩa. Vâng, và tổng thể cái chiếc xe đạp sử dụng phanh V này, FCR 3100 này, thì về cơ bản là cấu hình nó cũng giống cái xe đạp kia. Đấy, thì chúng ta sẽ đi về chi tiết của chiếc xe. Về phần chi tiết sử dụng chiếc xe thì xe vẫn mang công nghệ là alu XX đúc nhôm siêu nhẹ của Giant. Lớp sơn thì đợt này thì em thấy là nhiều cái xe nó cũng khá là đẹp, chỉ còn một vài vết xước nhỏ thôi. Mayer là hiệu Giant này, vành bánh nguyên bản hết của hãng. Thì size khung cái xe này là size S small, cho phù hợp cho những người cao từ 1m6 cho đến 1m75. Yên của chiếc xe đây khá là đẹp. Đấy, về phần sơn ở phần càng hay là phần khung thì chỉ có một vài vết xước là nhỏ nhỏ thôi, còn đâu không có, em không thấy một cái vết xước lớn nào. Cọc yên của hãng, phanh V. Mayer hiệu Giant chính hãng. Chúng ta đi đến phần bộ phận chuyển động. Đằng sau của chúng ta được trang bị một cái líp tả thả 8 tầng hiệu của Shimano. Bộ đề Shimano Acera, thì bộ đề này thì so với cái bộ đề mà của xe đạp sử dụng phanh đĩa thì nó cao cấp hơn. Cái bộ đề mà FCR 3100 mà sử dụng phanh đĩa thì nó chỉ là bộ đề Tourlay thôi. Còn Tourlay rồi xong đến cao cấp hơn Tourlay thì đến Antut, và Acera còn cao cấp hơn cả Antut. Thì để mà nói trong bộ gia đình bộ chuyển động Shimano thì Shimano Acera thì cao cấp hơn là Tourlay. Đằng trước của chúng ta thì vẫn là dòng Touring Nyrod, thì vẫn được trang bị một bộ đùi đĩa 2 tầng và một bộ sang đĩa chính hãng. Chúng ta cùng đi đến phần trên của tay cầm. Về phần ghi phốt cũng đều có các logo của hãng. Xe đi về có một chiếc chuông đi kèm. Rất nhiều quý khách là thắc mắc đây là cái phần gì. Đây là phần để chống va chạm tay khi mà đi trên phố. Và cái thứ hai là nó có thể dùng làm cái tay nghỉ khi mà chúng ta đi đường xa, chúng ta không cầm thế này mà chúng ta cầm thế này thì nó nghỉ, nó giúp cho chúng ta vươn người hơn. Và bên tay phải của chúng ta vẫn là tay chuyển số 8 tầng để mà chuyển níp. Và bên tay trái là 2 tầng để chuyển đĩa tay phanh. Tổng thể của chiếc xe ạ.
Vâng, và em đã tiến hành đánh giá xong chiếc xe đạp Zion Touring FCR 3100 là đây là một cái dòng touring khá là phổ biến của hãng xe Zion. Nếu các bác quan tâm đến giá bán của chiếc xe đạp touring này thì hãy liên hệ với em qua Zalo số điện thoại 0975 709 943 để em tư vấn về giá bán và những cái chế độ các bác được hưởng. Nếu các bác quan tâm đến các cái xe đạp thể thao khác thì ở trên Facebook hãy ấn kết bạn với em qua tài khoản Facebook Kiên Xe Đạp. Còn nếu ở trên YouTube thì các bác ấn đăng ký kênh và ấn chiếc chuông để các bác là những người được xem đầu tiên những cái video em up lên trên kênh. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay, sách tay từ Nhật Bản, các thương hiệu như Orient, Seiko, Citizen. Thì các bác nếu mà quan tâm thì hãy lên Facebook hoặc YouTube tìm là Kiên Đồ Cũ để xem những cái mẫu đồng hồ này. Vâng, và em xin cảm ơn các bác đã xem, dành thời gian xem video của em, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau ạ. Xin chào tạm biệt ạ.